Sáng ngày 16 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đồng Hòa phối hợp với Trường Tiểu học Đồng Hòa tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch cho học sinh của trường. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Mizuiku em yêu nước sạch năm học 2022 do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với Tập đoàn Santori và Santori PepsiCo Việt Nam tổ chức thông qua các trò chơi nhảy ô tìm từ khóa, tiếp sức truyền tin và trả lời câu hỏi. Các em học sinh được tìm hiểu các kiến thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ và tiết kiệm nước buổi truyền thông đã truyền tải những thông điệp ý nghĩa về bảo vệ nguồn nước cũng như bảo vệ môi trường qua đó góp phần nâng cao ý thức của các em học sinh trong việc giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước